Chuẩn bị cho chương trình họp mặt kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Sáng nay, ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi tổng duyệt, rà soát các nội dung của chương trình. Theo kịch bản, chương trình họp mặt sẽ gồm các nội dung: chương trình nghệ thuật chào mừng, diễn văn lễ kỷ niệm, trao huân chương độc lập hạng 3 cho cán bộ lãnh đạo có thành tích trong quá trình cống hiến, trao huy hiệu cho các đảng viên cao tuổi đảng, vân vân. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu từng bộ phận đơn vị cá nhân được phân công giao nhiệm vụ trong chương trình nêu cao tinh thần trách nhiệm, rà soát kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều chỉnh lại phần trang trí sân khấu, chỗ ngồi cho đại biểu tham dự và tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ vào lúc 7:30 ngày mai, 28 tháng 4.